Thì đó là sao ạ? Giáo hóa thần thông. Quý vị nghe cụm từ này lần nào chưa? Giáo hóa thần thông, tức là cái thần thông là một cái khả năng, cái năng lực mà giảng dạy, hướng dẫn cho người khác. Đó là một loại thần thông rất vi diệu. Và Đức Phật là không chỉ khi Ngài thuyết pháp, Ngài mới giáo hóa người ta, mà thân giáo của Ngài là sao? Ngài ăn trong chánh niệm, Ngài đi trong chánh niệm, người ta phỉ báng tâm Ngài như đất. Khi mà mệt mỏi, đau đớn trên thân, Đức Phật chỉ có đau trên thân, Ngài không có khổ trên tâm. Khi mà người ta đố kỵ tranh chấp với Ngài, Đức Phật cũng không có trả thù trả đũa và chửi bới lại. Như Lai không tranh chấp với đời, chỉ có đời tranh chấp với Như Lai. Mình nghe thương không? Cho nên mỗi một lời Đức Phật nói ra là một điều chân thật. Và mỗi một hành động Ngài nói, Ngài đi, Ngài đứng, Ngài ngồi đều là thân giáo hết. Vậy thì chính Đức Phật đã đưa cái khái niệm là giáo hóa thần thông cho mình thấy. Vậy mình có cần cái vị đó phải bay lên mây, đụng cái nóc nhà, hóa ra nước, hóa ra lửa máy không? Không, mà trong mỗi lời nói, hành vi, ứng xử của mình, mỗi một cái ai nghi tế hạnh của mình đem đến cái gì ạ? Đem đến cái sự bình an, cái niềm tin vào chánh pháp và phát khởi cái sao ạ? Sự tin tấn tu tập. Vậy người đó đang có thi triển thần thông chưa? Đó, thần thông đem bình an đến cho mọi người nè, thần thông đem cái sự vui vẻ đến mọi người nè. Quý vị đến chùa phụng sự công quả quá trời mệt, gặp sư cô quạo đeo quạo đó vậy quý vị chịu nổi không? Chắc không đâu, đúng không? Quý vị nghe quý thầy từ Việt Nam đến